Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Bầu Trâm, thành phố Long Khánh đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay. Trong năm qua, trên địa bàn xã Bầu Trâm đã tổ chức 17 đợt tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho gần 1.500 lượt người. Qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp hơn 240 ý kiến, đã giúp lực lượng công an xác minh làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại. Công an xã đã thực hiện 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp thực hiện tuần tra 274 đợt, kiểm danh, kiểm diện 52 lượt đối tượng tù tha, án treo, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.